Xin kính chào quý vị nhà đầu tư. Thị trường chứng khoán là một kênh đầu tư đầy hấp dẫn. Tính từ năm 2000 đến nay, thị trường chứng khoán mang lại lợi nhuận trung bình cho nhà đầu tư khoảng 14% một năm. Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng lợi suất mang lại gần gấp 2 lần so với gửi lãi ngân hàng. Tuy vậy, thị trường chứng khoán có phải toàn màu hồng không? Thì câu trả lời là không. Ở trên thị trường chứng khoán cũng có rất nhiều các cạm bẫy. Theo nghiên cứu của AZFIN Việt Nam chúng tôi, có tới 95% nhà đầu tư thua lỗ trên thị trường chứng khoán này. Vòng quay bình quân của một nhà đầu tư là 2 năm. Tức là sau khi tham gia vào thị trường chứng khoán được 2 năm thì họ phải ra về tay trắng. Điều đáng tiếc ở đây là gần như toàn bộ số đó chính là các nhà đầu tư cá nhân. Như vậy, có thể thấy rằng nhà đầu tư cá nhân về cơ bản tham gia thị trường chứng khoán không khác nào tự sát. Và câu hỏi đặt ra, liệu có phương pháp nào có thể giúp họ, giúp các nhà đầu tư cá nhân chiến thắng trước các nhà đầu tư tổ chức ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam hay không? Chúng tôi là những người đã tham gia thị trường chứng khoán được 15 năm nay và cũng luôn đau đáu một điều, làm sao đưa ra được một phương pháp, một chiến lược để có thể giúp các nhà đầu tư cá nhân, các nhà đầu tư F0 có thể chiến thắng trên cái thị trường này. Chính vì thế, qua nhiều năm nghiên cứu, chúng tôi đã đưa ra một cái chiến lược đầu tư có thể nói rất hiệu quả và đã được AZFIN Việt Nam áp dụng vào từ năm 2013 đến nay với cái lợi suất trung bình 44% một năm. Đó chính là chiến lược đứng trên vai người khổng lồ. Thì chiến lược này có cái nội dung như sau. Trước tiên là nhà đầu tư cá nhân cần phải nhận diện mình có những điểm mạnh, điểm yếu gì. Nếu có những điểm yếu gì thì cần phải khắc phục ra sao. Điểm mạnh gì thì cần phải phát huy như thế nào. Bên cạnh đó, họ cũng phải nghiên cứu về những tổ chức đầu tư thành công trên thị trường, những cá nhân tinh anh trên thị trường, để xem vì sao họ chiến thắng, vì sao họ thành công lớn đến như vậy. Từ đó rút ra được những kinh nghiệm, những kiến thức và đặc biệt là tận dụng được tri thức của những nhà đầu tư tổ chức cũng như những nhà đầu tư cá nhân tinh anh đó để biến cái đó thành cái cơ sở đầu tư cho nhà đầu tư cá nhân. Thì đây chính là một cái nội dung khiến cho chúng ta, những nhà đầu tư cá nhân có thể chiến thắng các nhà đầu tư tổ chức cũng như các nhà đầu tư tinh anh mà không cần phải mất quá nhiều công sức, không cần phải mất đến 5-10 năm để có thể nghiên cứu, tìm hiểu ra. Thì vậy, cái cụ thể chiến lược này là gì? Thì mời quý vị và các bạn hãy đến với chuỗi clip trong cái khóa học chiến lược đầu tư đứng trên vai người khổng lồ sau đây của chúng tôi.